Vóc dáng hiện tại của tôi á thon thả, chỉ có 48 kg, đi bộ được hơn 10 km trên một ngày luôn á. Nhưng mà ít ai biết tôi phải cố gắng lắm mới vực dậy được sau trận tai nạn giao thông khủng khiếp đó. Bác sĩ bảo tôi á gãy xương mắt cá chân và cổ chân, đứt dây chằng, phải mổ để bắt vít để định hình xương. Hơn 6 tháng tôi chỉ ngồi xe lăn thôi, chập chững tập đi bằng nạng. Nhưng do hạn chế vận động nên bụng của tôi á nó bị béo, nặng tới 64 kg luôn. Chân thì teo, tới lúc đi lại được rồi thì chân cẳng yếu lắm, không có chạy nhảy hay mang được giày cao gót như xưa nữa. Vừa stress do bản thân vô dụng, vừa stress do cân nặng khiến tôi suy nghĩ nhiều nên bị đau dạ dày. Đi khám ra thì phát hiện nhiễm vi khuẩn HB. Bản thân thì sau 2 lần mổ xanh, lại thêm mổ nối xương, rồi mổ lấy đinh ốc ra, cơ thể suy kiệt lắm. Cũng nghe bạn bè nói đi hút mỡ này kia cho nhẹ người, nhưng mà nghĩ tới phẫu thuật là bị ám ảnh. Tình cờ biết được phương pháp bên viện thẩm mỹ Đông Bang là không phẫu thuật, chỉ có thủy châm giảm mỡ, nên tôi quyết định đến viện thẩm mỹ Đông Bang để diệt mỡ thừa, có sức khỏe để còn phụ chồng gánh vác gia đình. Mới đến á, chuyên gia thì nhiệt tình thăm hỏi, gợi ý cho tôi chương trình giảm mỡ mà chỉ có nửa giá, giảm vùng bụng được tặng thêm giảm vùng đùi, quá ok nên tôi đăng ký làm liệu trình luôn. Sau đó thì được bác sĩ thăm khám và cân đo trên máy Smart Health, phát hiện BMI tới 29, nhịp tim nhanh tới 110 nhịp trên phút luôn á. Xong xuôi thì tôi được đưa ra cái phác đồ huyệt đạo phù hợp với thể trạng của tôi, rồi lên phòng để làm liệu trình hủy mỡ. Bác sĩ sẽ tác động thủy châm Marking Dual vào vùng bụng và bắp đùi để bẻ gãy liên kết mỡ, còn cấy vào vùng bụng, chân, vùng đầu để giúp tôi cải thiện được tình trạng chấn thương dây chằng, giảm lo âu và đau dạ dày. Làm liệu trình có 60 phút thôi, nói chung là nhanh gọn lẹ, không đau đớn, đúng như quảng cáo từ trước. Tiếp theo là nằm máy tạo nhiệt để kích thích huyệt đạo, giúp cho quá trình thải mỡ diễn ra nhanh hơn. Cuối cùng là tôi được chuyên gia dinh dưỡng đưa ra khẩu phần ăn, tuy ăn khoa học nhưng vẫn không quá khắc nghiệt. Đây là tôi sau 15 ngày giảm được 8,2 kg. Sau 30 ngày tôi tụt tới 11,4 kg, tôi có thể di chuyển nhẹ nhàng được rồi, bụng thon gọn hơn nhiều. Còn đây là tôi sau liệu trình giảm hơn 14 kg, tự tin diện được đầm body, áo crop top mà không sợ mở tràn nữa. Chồng tôi tối ngủ cứ phải ôm eo tôi thì ổng mới chịu vứt bụng mỡ. Tôi chạy được hơn 10 km, vứt luôn cây nạng hay xe lăn. Tỷ lệ nhiễm khuẩn HB trong dạ dày tôi giảm hẳn nhờ dịch vụ cái chỉ, cải thiện bệnh lý tại viện mà tôi mới hồi phục nhanh đến vậy. Nay tôi đã bắt đầu đi làm lại rồi, bạn bè đồng nghiệp ai cũng mừng vì tôi đã hồi phục nhanh hơn dự kiến. Đôi chân ngày xưa đi một bước là té, nay đã đi được trên giày cao gót, không những đi được mà còn nhảy nhót được luôn á. Đến viện thẩm mỹ Tâm Bang giảm mỡ là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi tin với sự có tâm có tầm của viện thẩm mỹ Tâm Bang, từ 1 triệu khách hàng đã ghé, số lượng sẽ càng tăng nhiều hơn nữa. Cảm ơn viện thẩm mỹ Tâm Bang rất là nhiều luôn á. Đông Bang Fastload Booster, công nghệ giảm mỡ hiện đại bậc nhất thế giới. Bước 1, đo chỉ số body với hệ thống máy công nghệ cao. Bước 2, lên phác đồ huyệt đạo cá nhân hóa, phục hồi sự trao đổi chất ở 8 hệ cơ quan chức năng, tăng cường đốt calo dư thừa, giúp khí huyết lưu thông, cải thiện bệnh lý nền cũng như các bệnh lý do béo phì gây ra. Bước 3, thủy châm siêu vi bào Martin Duo, chống đích vùng mỡ thừa cần giảm. Bước 4, khuếch tán cực đại siêu vi bào Martin Duo đến các mô mỡ tập trung theo vùng cả ngày lẫn đêm, để ly giải mỡ thành carbon hydrate và chất lỏng đào thải ra khỏi cơ thể thông qua hệ bài tiết tự nhiên. Viện thẩm mỹ Korea, 15 năm vững vàng vị thế, một trong những thương hiệu giảm béo top đầu châu Á, tự hào thực hiện hơn 150.000 ca thoát béo thành công, vinh dự trở thành thành viên thứ 73 trên toàn thế giới, chính thức sáp nhập vào siêu tập đoàn thẩm mỹ đa quốc gia Đông Bang Medical Hàn Quốc và đổi tên thành tập đoàn giảm béo Đông Bang Medical Hàn Quốc. 36 năm hình thành và phát triển cùng sự dẫn dắt tài tình từ chủ tịch tập đoàn Kim Kyon Sik, Đồng bằng Medical đạt nhiều giải thưởng danh giá, công ty toàn cầu tốt nhất, sản phẩm và nhà sản xuất hàng đầu thế giới, các công trình nghiên cứu khoa học đạt giải Nobel, với 6 nhà máy dược mỹ phẩm khổng lồ trải dài trên toàn lãnh thổ Hàn Quốc, hơn 200 giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học, hóa sinh học từ các bệnh viện và đại học y nghiên cứu cùng hàng ngàn nhân sự vận hành. Tập đoàn giảm béo Đồng bằng Medical Hàn Quốc, tổng đài 1900 0361.